Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của điện tử Hoàng Nguyễn, địa chỉ tại chợ Sát Hải Phòng. Trong cái clip hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một tấm loa thương hiệu đĩa tôn có model là DS501. Thì đây là phần lưới của nó. Bây giờ thì mình sẽ mở lưới ra nhé. Thì cái đôi này nó được sản xuất vào năm 1982. Nó là đời ra trước. Sau đó thì đến model 503 nhé các bạn nhé. Và được sử dụng cấu hình 3 loa trên một thân thùng, gồm một bát 32cm màng giấy. Gân đã thay bởi vì cái gân vải của nó rất là cứng. Gông đúc liền nguyên khối này, màu vàng nhạt. Một trung đôm 12 rất là lớn và một loa chép đôm. Đây là hai cái nút chỉnh để chỉnh cho loa chung và loa chép. Hàng bao đẹp góc cạnh nhé, và bao zin cho quý vị và các bạn. Mặt thùng của nó thì màu đen, nhưng còn cái lóc thùng của nó là màu vàng vân gỗ. Đấy các bạn xem, mình quay tất cả các cái góc thùng, nó không bị vỡ chỗ nào cả. Đây là phía sau của cặp thùng loa nhé các bạn nhé. Với công suất vào là 30W và công suất chịu đựng tối đa là 100W, trở kháng là 6 ohm. Và cái đôi này thì nó thiết kế dạng thùng kín, không có lỗ thoát hơi. Trở kháng 6 ohm thì hợp vào những cái dòng san xui. Các bạn tìm ghép những con âm ly san xui công suất 250W trở lên là đánh được. Ví dụ như là những dòng san xui 6-7SA này, 6-7LSA này, 6-7XR hoặc 6-7MR thì đánh dòng này rất là ok luôn ạ. Với độ nhạy là 91dB. Và cái cặp này thì nó có chiều rộng là 37cm, chiều cao là 68, và chiều sâu của nó là 38cm, và cân nặng là 26kg một chiếc. Cả đôi của nó là 52kg. Bây giờ thì mình sẽ test nhạc cho quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Oh, oh, oh.
đây thì mình sẽ dừng clip tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Bên mình là hàng đang về nhé. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để luôn cập nhật được những video mới nhất hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ạ.